Ngày 12 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây chuyên tổ chức sản xuất buôn bán tân dược giả quy mô lớn do Quách Ngọc Giao, sinh năm 1968, ngụ quận 10 thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang Giao đang vận chuyển một thùng cát tông, bên trong có chứa 300 hộp tân dược Fugaka đi giao cho khách khám xét khẩn cấp nơi ở của Giao, kho chứa hàng và 19 điểm sản xuất tiêu thụ tân dược giả ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang. Công an phát hiện số lượng lớn tân dược với các nhãn hiệu nổi tiếng, chuyên dùng để điều trị các bệnh tim mạch, viêm đường hô hấp, huyết áp. Truy xét, công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác Bước đầu, các đối tượng khai nhận mua nguyên liệu thuốc từ các công ty dược Việt Nam sản xuất, sau đó về thay đổi bao bì, tem, nhãn thuốc thành các loại thuốc ngoại nhập để bán ra thị trường với giá cao. Sau khi sản xuất xong, các đối tượng vận chuyển thành phẩm về kho chứa hàng để tiêu thụ. Tổng trị giá tăng vật thu giữ ước tính hàng chục tỷ đồng.